Hello anh em, chào mừng quay trở lại với Nguyễn Công PC. Hello anh em, và lại hỏi đáp tiếp anh em ạ. Và lại bắt đầu những câu hỏi thôi, không chần chừ gì nữa. Bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên từ bạn Bùi Bảo Lân, bạn hỏi là em chào anh ạ. Bạn này có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên của bạn là: hay anh cho em hỏi là em đang muốn build một bộ PC có RTX 3060 Ti và 12.001 để chơi game ở Full HD thì nên dùng nguồn công suất bao nhiêu là ổn định và tiết kiệm nhất? Với RTX 3060 Ti thì nó sẽ ăn đâu đó vào khoảng là 200W. 200W. Với một con 12.001F thì ăn kịch kim thì cũng khoảng tầm 70W. 70. Đấy, thì tổng cả hai con còn chưa đến 300W, tính là linh kiện, linh ta, linh tinh nữa thì một bộ nguồn 550 là dư sức cân rồi. Đúng rồi, rất là thoải mái cân, và bạn có thể kiếm được một con nguồn 550 với giá rất là rẻ. Đúng rồi, tầm đâu đó khoảng tầm 800-900 nghìn đầy. Thật là đầy rồi, thế nên là chốt những con nguồn đấy. Nhưng mà mình nghĩ là, em nghĩ là nên cứ rồi thôi. Đúng rồi, thực ra thì nếu mà ra, bạn build theo kiểu là hướng nâng cấp ấy thì cũng nên build dư dư nguồn ra một tí, thì sau này nâng cấp nó cũng sẽ dễ hơn, hiểu, nâng CPU rồi nâng card đồ họa các thứ thì không cần phải nâng nguồn, bởi vì nguồn là một cái các bạn hoàn toàn có thể sử dụng rất là lâu dài. Đúng rồi. Và như mình thì mình hay có comment cho các bạn là những bộ PC giá rẻ đâu đó khoảng dưới 20-25 triệu ấy thì cứ đóng một con nguồn 650. Đúng rồi. 650 là bây giờ phổ biến nhất, và thậm chí là với 650 bạn có thể nâng thẳng một phát lên 12.600K là chuyện bình thường. Đúng nếu rồi. Mà main bạn chịu được nha. Thì nó rất là ok, thế nên là cứ 650 đi. Còn nếu mà chi phí tiết kiệm nhất thì là một con 550. Đấy, ok nha. Câu tiếp theo của bạn là câu: sự khác nhau giữa nguồn bình thường và nguồn Bronze và Gold là gì ạ? Nguồn thường là nguồn không có chuẩn 80 plus đúng không? Thì có nghĩa là cái nguồn đấy chưa được bất kỳ một bên nào xác nhận về chất lượng. Đúng rồi. Đấy. Rồi nguồn Bronze và nguồn Gold á, thì Bronze sẽ là một tiêu chuẩn thấp hơn là so với ở Gold. Nhưng mà thực ra cả hai nó đều khá là ok rồi. Đúng nhưng rồi. Mà nếu mà nguồn của bạn có tiêu chuẩn 80 plus gold á thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn một ít, và cũng như để có thể đạt được cái tiêu chuẩn 80 plus gold á thì linh kiện bên trong nó cũng phải xịn hơn một tí. Chính xác. Và với em sẽ bổ sung thêm ý của anh Dũng ấy, đó chính là cái nguồn mà nó không có chuẩn 80 plus ấy là không, thứ nhất là không bên nào xác nhận. Đúng rồi. Và không ai biết được là chính xác con này công suất thực ra bao nhiêu. Đúng rồi. Nó sẽ không đảm bảo được đấy. Thậm chí là nó đề là nguồn 650 nhưng chưa chắc nó đã đạt được 650. Thì đấy là sẽ là một cái mà mấy cả là nó không có gì đảm bảo cả, thế nên là nó sẽ không an tâm lắm. Đặc biệt là những con nguồn tàu ngày xưa ấy. Cứ nên có 80 plus, cho dù nó là 80 plus kiểu standard là cái màu trắng ấy. Màu trắng, white. Xong là white này, bronze này, xong gold này. Gold, silver đến gold. Gold này, xong là platinum mà. Xong diamond. Có diamond, có diamond không? Không có, chỉ có là platinum thôi. Platinum đúng rồi. Thì em quên mất cái từng ranh. thì đấy, thì cứ càng lên cao ấy thì cái hiệu suất đảm bảo của cái việc của các con nguồn nó sẽ càng cao hơn. Nhưng mà thực ra là mình nghĩ là với những nhu cầu thông thường thì bronze là quá chỗ, là quá ổn rồi. Là rất là ổn rồi, chẳng qua là về sau khi mà bạn muốn, nhưng mà thường ấy những con mà từ 750 đến 850 đổ lên là gold hết. Đúng rồi, thường thực ra 750 vẫn có bronze nhưng mà thường lên đến 850 thường là gold hết rồi. Là gold hết rồi, thế nên là chúng ta cũng không cần, miễn là nó đóng được cái dấu 80 plus. Đấy, là ok rồi. Là ok rồi nhá. Và câu bạn ấy có 3 câu. Và câu cuối cùng của bạn là: combo như trên thì dùng RAM DDR4 3200 so với 3600 thì có khác biệt nhau nhiều khi chơi game không? Đương nhiên là nếu mà cùng một cắt lần gì thì 3600 sẽ tốt hơn 3200. Chắc chắn. Đấy, nhưng mà nhiều hay không thì là không nhiều. Dạ. Yeah. Thì cơ bản thì em thấy hiện tại bây giờ trên 3000 là ok rồi. Là ok rồi, thế nên là không phải lo, và câu hỏi của bạn đã được giải quyết rất là nhanh chóng. Câu tiếp theo đến từ bạn Vương Hoàng Công, bạn hỏi là: chào anh đẹp trai, cho em hỏi là số luồng trong CPU là gì và nó có quan trọng không, và cụ thể bạn đang phân vân giữa con 12450H và 11800H. Thực ra thì về số luồng có quan trọng hay không thì cũng tùy vào nhu cầu của bạn là để làm gì. Đúng không? Đấy, ví dụ như là nhu cầu của bạn chỉ cần đơn nhân thôi thì bạn không cần phải quan tâm cái đấy. Đúng. Đấy, hoặc là các bạn là kiểu làm học là sinh viên ngành kiến trúc chẳng hạn, đấy cần render 3D các thứ thì các bạn lại phải quan tâm cái đấy, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tốc độ render của bạn. Và đấy là tùy thuộc vào nhu cầu. Nhưng mà số luồng hay không ấy thì nó cũng phải phụ thuộc thêm một cái nữa, đấy chính là nhân thực nó có nhiều không. Đúng. Bởi vì anh chắc chắn ở đây là bạn đang phân vân, bởi vì là con i5 12450H ấy, nó có một cái thì đấy chính là cái P core thì nó có siêu phân luồng. Vâng. Mà i core thì không có siêu phân luồng. Đúng rồi. Còn con i7 11800H thì nó lại có siêu phân luồng ở tất cả các nhân 8 x 16 luồng. Đúng rồi. Đấy, thì cái này thì chúng ta không nên quan tâm đấy chính là nó có bao nhiêu luồng hay nó có bao nhiêu nhân, quan tâm là hiệu năng thực tế nó ra sao. Đúng. Đó. Nếu mà xét hiệu năng đa nhân, thực ra anh vẫn đánh giá cao là con 11800H hơn.
Nó thực sự là bởi vì do cái lượng nhân thực của nó. Đúng rồi, lượng nhân thực nó vẫn sẽ cứ là okay hơn. Với cái thứ hai nữa đấy chính là nó là CPU 45W. 45. Đấy, còn con i5-12450H thì nó sẽ chỉ là một con CPU 35W thôi. Chính xác, đấy là về đa nhân. Còn về đơn nhân thì đương nhiên đơn nhân thì đương nhiên là anh sẽ ưu tiên con i5 hơn. Con i5 đấy có đơn nhân rất là vượt trội. Đúng rồi, con đấy con i5 đấy đơn nhân vượt trội hơn rất là nhiều bởi vì đời 12 có sức mạnh đơn nhân khác biệt hẳn so với cả đời 11 luôn. Đó, thành ra là bạn hãy cân nhắc về mặt nhu cầu của bạn. Nếu bạn cần đa nhân, mình vẫn đánh giá cao con 11800H hơn. Nhưng nếu bạn cần đơn nhân thì con i5 sẽ là sự lựa chọn ok hơn. Và mình sẽ đưa vào cho bạn thêm một thông tin nữa khiến bạn đau đầu hơn ấy, đó chính là cái này là bạn đã chỉ so sánh hai con CPU thôi, chứ còn trên model laptop nữa cơ. Đúng rồi, còn tản nhiệt nó như nào tản nhiệt nó như nào nữa cơ. Nghĩa là nó sẽ có nghĩa là bạn nếu mà bạn chỉ muốn so sánh giữa hai con CPU mà đúng không rồi. So sánh đến những cái còn lại thì đúng là như anh Dũng nói, nhưng mà bây giờ nó nhan nhản ra mỗi con laptop lại có một kiểu ăn điện khác nhau. Có con laptop 45W nhưng mà nó sẽ không được 45W đâu. Đúng rồi. Đấy, có con laptop 35W nhưng mà nó lại ăn nhiều hơn 50 cũng nên. Thêm một thông tin đau đầu lắm đấy. Thì cơ bản là về mình nghĩ là nếu mà bạn đang phân vân giữa hai con này thì bạn nên chọn ra một vài con tiêu biểu về hai dòng chip rồi bạn mang ra so sánh, thì như vậy thì mình nghĩ là sẽ dễ cho anh em mình có thể dễ dàng đưa cho bạn một cái sự lựa chọn hơn. Còn về nếu mà bạn kích thích lý thuyết thì anh Dũng lý thuyết xong hết rồi đấy. Tiếp theo câu hỏi đến từ bạn Yu-Gi-Oh. Phải, anh fan cái này đúng không? Cho mình hỏi Ryzen 5 5600X với 10 i7 thế hệ thứ 10 J thì mình nên chọn cái nào là hợp lý hơn để dùng với 3070T? Thực ra nó còn tùy để làm gì nữa cơ. Lại tiếp tục là tiền làm gì. Đúng rồi, thực ra thì cả hai con CPU thì nếu mà để xét về kiểu hiệu năng đa nhân hay là kiểu để chơi game các thứ ấy, thì anh vẫn có một sự ưu tiên nhất định cho con i7 hơn. i7 vâng. Đúng rồi, bởi vì thứ nhất là nghe nó sang mồm hơn. Thứ hai là cái hiệu năng đa nhân của nó cũng tốt chứ không phải là kém. Vâng. Đó. Thì đối với cá nhân anh sẽ thiên về con i7 hơn, nhưng mà thực ra đối với một số bạn mà kiểu thích kiểu vọc vạch các thứ ấy, thì cũng có thể là sẽ chọn đội AMD. Với cả là giá của hai con này thực ra ở thời điểm hiện tại thì nó cũng khá là tương đồng với nhau. Đó, còn nếu mà các bạn nào mà làm về video các thứ ấy, thì đương nhiên là sẽ phải chọn i7 rồi. Đúng rồi, nếu mà các bạn làm nhiều công việc hơn và cần tính đa dụng tốt hơn thì sẽ một con cái này i7. Nó sẽ tùy trường hợp thôi, chứ không thể nào mà bảo là con nào hơn con nào được. Đúng rồi, còn với em nhé, nhu cầu của em thì nó đơn giản thôi. Tự nhiên em lại thích một con 5600X hơn. Bởi vì cái thứ nhất là kiếm main dễ. Main để gánh con 5600X nó sẽ dễ kiếm hơn khi mà so với 10700. Và cái thứ hai là con 5600X nó lại yêu cầu tản thấp hơn. Đúng rồi, con i7 nó sẽ nóng hơn rất là nhiều. Đúng rồi, nóng hơn khá khá đấy, thế nên là mình sẽ chọn một con kia để nó cân bằng lại chi phí so với những thứ còn lại hơn. Còn đương nhiên rồi, nếu mà để nó nói về sức mạnh thuần thì con i7 nó vẫn sẽ có những sự vượt trội nhất định. Đúng rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Diệp Quân Bạch. Bạn hỏi là, em chào hai anh, cho em hỏi là tản nhiệt con Aorus ATC 800 khi mà gắn trên main MATX có bị cấn về gà hay không? Và khi dùng tản X800 này thì cây Sigmatic Venom có bị cấn khi gắn kính không? Để anh search nào. Con ATC 800 này thì nó là một con tản khí rất là cao. Thế thì khả năng là không được, bởi vì mình là một thằng dùng con Venom. Mình đã là dùng con Venom rồi nhá, và mình đã cắm con MP610. Con đấy là cao 1m 156mm. 156 đúng không? 156 trong 156 khi cấn đúng không? Con này 163. Trong khi mà cái cây nó hỗ trợ tối đa là 155. Nó chỉ đúng 1mm thôi. Nếu 155 thì hơi bé. Mình không thể lắp được con MP610 ngày xưa của mình vào. Thế nên là mình đã phải đột ốc, nghĩa là độn thêm nhiều long đen vào để cái kính nó thò ra ấy, thì mới đảm bảo được. Con ATC 800 thì nó cao 163, có nghĩa là nó chỉ kém con NHD 15 một tí thôi. Đấy, thì con đấy có một tản rất rất to. Đấy, thì to lắm. Đảm bảo là con Venom không được, bởi vì mình đã từng dính một lần cái thương hồi mà em chưa có nhiều kinh nghiệm BBC ấy. Em cứ nghĩ là nguồn cắm vào là được, cho đến khi em cắm con tản vào, cần kính, không làm gì được. Và nó chỉ cấn 1mm đã không được rồi, thì con này chắc chắn là không được nhá. Cấn cả phần gần đúng phần. Rồi. Còn về cái phần mà khi mà gắn trên cấn main thì có bị cần sao? Thường là không, bởi vì là cái kích thước, cái khoảng cách từ cái CPU cho đến cái khe PCI ấy, nó đã tính trước rồi. Gần như bạn cắm bất kỳ loại tản nào vào cũng sẽ không thể cấn được vào Vega đâu, thế nên bạn yên tâm. Còn cái kia thì thôi bỏ nhé. Cấn chẳng. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi của bạn Quang Minh. Bạn hỏi là admin cho em hỏi chơi game với làm đồ họa thì nên mua 3070T hay 3080 cũ? 3070T hay là 3080 cũ? Thực ra thì nếu mà xét về mặt hiệu năng ấy, thì 3070T và 3080 không chênh nhau nhiều. Không chênh quá nhiều. Nhưng mà 3080 nó lại lợi một cái, nó có 12GB. Nếu mà bạn chọn đúng bản, nó có hai bản. Nó có hai bản, một bản 10 và bản 12. Nhưng mà xét về mặt hiệu năng thì nó không chênh nhau nhiều đâu. Nhưng mà bản 12 ấy, thì nó sẽ lợi về mặt VRAM hơn rất là nhiều, bởi vì 3070 nó có 8GB thôi. Đúng đấy. Rồi. Thì nhưng mà mua 3070 thì nó sẽ an toàn hơn, bởi vì nó là hàng mới. Đúng rồi. Cơ bản nó là hàng mới, còn cái hàng cũ nhá, nếu mà các bạn có thể để ý, hiện tại là hàng đang rất 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 nhiều hàng cũ ở ngoài. Và
mình không hề nói là những con hàng cũ ấy không ngon, mà đúng chỉ rồi. Đơn giản là nó bạn... là rủi ro hơn so với việc mua đồ mới. Nó giống tài xỉu. Đúng rồi. Nó rất giống tài xỉu. Bạn mua được một con bình thường chẳng sao cả. Ừ. Nó rất ngon, dùng khoảng đấy lâu dài và bạn lãi cái khoản đấy. Nhưng nếu mà bạn mua phải một con mà họa may thôi, hôm đấy chân bạn dẫm phải cái gì đó bạn đen. Ờ. Thì nó lại thành không ngon. Nó lại thành không ngon, thế nên là nếu mà bạn muốn một nước đi an toàn, thì bác không phải thông tin. Còn bạn đấy. Muốn thích mạo hiểm, thích mạo hiểm và hiểm năng cao. Đấy, mạo hiểm và đương nhiên là các bạn rủi ro thì nó sẽ đi kèm một cái, đấy chính là cái lợi các bạn nhận được sẽ rất là lớn. Đúng đấy rồi. Chính là hiệu năng cao hơn và những cái trải nghiệm của bạn nó cũng sẽ tốt hơn, thì chọn 3080 hơn cũ. Ở đây là mình không hề khuyến khích bạn mua bên nào hơn nhá, mà mình chỉ đưa ra hai trường hợp để cho đấy. Bạn có thể nghĩa là mỗi cái nó sẽ có một cái rủi ro nhất định. Đúng rồi. Đấy nhá. Cái kia nó không có rủi ro. Nhưng mà nó sẽ có cái hiệu năng thấp hơn thôi. Hiệu năng thấp hơn thôi đấy. Cái đấy không coi là rủi ro được. Đấy thì cơ bản là sẽ có hai phương án như thế. Nếu mà bạn thích mạo hiểm, bạn hãy mua 3080 cũ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Quang Phạm, vừa lấy là Quang Minh, bây giờ Quang Phạm này. Màn hình PC chỉ chơi game, chọn màn 27 hay là 32 cong? Bạn có thể tư vấn cho mình một con màn được không? Giá tầm khoảng 10 triệu quay đầu. Cái này thì nó cũng khó, bởi vì là nếu bạn chơi game eSport thì nên chọn màn bé chứ đừng có chọn màn lớn. Màn lớn lướt mắt khổ lắm. Đúng rồi, nếu bạn đặc biệt là anh em chơi game bắn súng ấy thì game màn cứ tầm 25, 27 là vừa. Là vừa đúng chứ rồi. Lên 32 là to lắm, nhìn nó sẽ rất là ngợp. Và đặc biệt là anh em chơi Liên Minh ấy, mà chơi màn 32 á là nó sẽ hơi mỏi mắt. Đúng rồi, nghĩa là cái màn to ấy nó có một cái là nếu mà bạn ngồi gần bạn sẽ bị liếc mắt rất là nhiều. Đúng rồi. Và nó sẽ làm cho bạn bị ngợp. Có... Nhưng mà nếu mà bạn muốn ngồi xa, ngồi xa lại mất tập trung. Đúng rồi, ngồi xa mất tập trung, với cả là không tập trung và nhìn được một cái chi tiết nào đấy nó thật rõ. Đúng rồi. Đấy, thành ra là nếu mà anh em chơi game eSports thì thực sự đấy chính là màn to chơi nó cái trải nghiệm của nó sẽ không thực sự là quá ok đâu. Màn nhỏ nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Như kiểu là anh chơi Liên Minh ấy chẳng hạn. Đấy, thì như kiểu mình đang di chuyển này. Giờ nhìn cái bản đồ nhỏ cái mắt phải liếc ra bên này. Nó rất là mệt đúng không? Thì trong cái đó nếu bạn xài màn nhỏ thì bạn chỉ cần đánh mắt một cái thôi. Đúng rồi. Và bạn có thể thấy là tiêu chuẩn của những đánh giải hầu hết đều là 24 hoặc 25. Ừ đúng rồi. Đấy là màn tiêu chuẩn luôn, tần số quét thì rất cao. Ừ. Nhưng mà lúc nào cũng sẽ là 24 25, không bao giờ có 24 25 gì đấy thôi, chứ lên 27 là cũng khá là to rồi đấy. Cứ tưởng tượng như Faker cứ 5 đến 10 giây liếc mình đúng mắt rồi. Một lần mà dùng màn 32 ấy, mắt lé sớm. Đúng rồi. Chắc chắn luôn. Đảo mắt dễ rất là mỏi. Thì nhưng mà nếu mà bạn là một người chơi game AAA, đấy chơi game nhập vai thế giới mở đấy, thì màn càng to chơi càng sướng, nó bởi, mang cái trải nghiệm bởi vì lúc này thì bạn lại tập trung vào cái phần ở giữa. Đúng chứ rồi. Bạn lại không nhìn nó xung quanh nữa, phần xung quanh nó chỉ là phụ họa thôi. Đúng rồi đấy. Và như vậy thì bạn sẽ có một cái trải nghiệm chơi rất tuyệt vời trên đúng một cái màn 32 inch. Và ở đây bạn có hỏi thêm một cái nữa là cong hay phẳng. Cong hay phẳng thì thực ra nó cũng tùy, ví dụ như là nếu mà chơi nhiều game nhập vai này hay là chơi game đua xe cong sướng hơn. Đúng đấy. Nhưng mà chơi game eSports thì nhiều khi cong nó lại nhìn nó hơi khó chịu. Đá quả sóng âm thẳng nhưng mà nhìn cong cong. Lé đấy, lé lặng đấy. Đấy. Thì cơ bản thì về cong hay phẳng thì em nghĩ là khi mà đã xác định là một cái màn hình giải trí, cong hay phẳng là tùy mỗi người. Đúng rồi. Còn như kiểu làm việc thì chắc chắn là em sẽ recommend là phẳng. Đúng rồi, làm việc thì chắc chắn là phẳng. Chắc phẳng. Còn cong về cong sẽ thì khó chịu sẽ tùy bạn, thử xem bạn thích cái cong cong kiểu đấy, đường cong hoàn mỹ hay là phẳng lì. Cái đấy thì tùy mọi người thôi. Còn mà tầm giá 10 triệu thì thực ra đã có quá là nhiều sự lựa chọn rồi. Bây ở tầm giá 10 triệu thì nếu màn cong thì thường sẽ là VA 2K 165. Đúng rồi. Đấy, còn phẳng thì sẽ là IPS 2K 165. Khá là nhiều. Nói chung là bây giờ trong tầm 10 triệu bây giờ bạn tiếp cận được những cái màn hình rất là chất lượng rồi. Thế nên mình nghĩ là cũng không cần phải recommend quá nhiều. Nhưng mà mình thích con FB27Q nhé. 27K 2K, IPS 165 là mình rất thích con đấy. Và mình chỉ mang lên đây để ví dụ cho bạn thôi. Còn thế nói chung là cơ bản thì tùy. Để thử xem bạn thích con nào nhá. Và anh em cũng thử comment xem anh em thích cong hay phẳng. Để thì mình xem biết là thử xem bao nhiêu người thích cong, bao nhiêu người thích phẳng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn XX. Bạn hỏi là hai bạn cho mình hỏi, mình đang định build một bộ PC chỉ chơi game, không nghĩa là không làm việc nhá, thì dùng i5 hay i7 Gen 12 đi với 3080 Ti, và với cấu hình này thì bạn ấy dùng được 10 năm nữa hay không, và có cần thay đổi cấu hình hay không? Nói chung ý thì là nếu mà chỉ để chơi game ý, thì cứ i5 cũng không đúng nhất thiết là phải dùng i7 làm gì cả. Đúng, đúng. Bởi vì thậm chí là với i5 12600K hiện tại chơi game Full HD cũng bá cháy rồi. Nghĩa là cái hiệu năng chênh lệch giữa con 12600K với con 12700K là không nhiều nữa rồi. Bởi vì thực ra con 12600K đã quá tốt rồi. Thành ra là cũng không phải cân nhắc đâu, cứ chọn i5 12600K. Thật. Đấy, tuyệt vời. Còn đi với cả 3080 Ti mà dùng 10 năm nữa, thực ra cái này nó cũng tùy thôi. Bởi vì là đối với mỗi người thì sẽ có một cái cảm giác về sự tụt hậu công nghệ khác nhau. Đúng rồi. Đấy. Cái này tùy vào cái cảm giác của bạn thôi. Có không ai có thể nói trước. Có những người nhá đang dùng con 12600K nhưng mà thấy 13 lên phát là cảm thấy mình tụt hậu rồi. Đúng rồi.
Nhưng mà mình đây mình dùng con 7K sở tu mình vẫn thấy bình thường. Ừ, đấy. Như kiểu sở tu cái mini PC của mình xài i5 thế thứ 10. Đó, mà trong khi đó chuẩn bị ra thế thứ 13 rồi mà mình cũng chưa cảm giác là nó tụt hậu. Đúng rồi. Đấy, nghĩa là cái cảm giác nó tương đối lắm. Đúng rồi, hay là mọi người Apple nó ra M2 rồi, nó ra M1 Pro rồi Ultra các thứ rồi. Mình đấy, vẫn đấy. Mình vẫn đang dùng M1. Đấy, nó chuyện rất bình thường. Đấy, nói chung là mỗi người sẽ có một cái cảm giác về mặt tụt hậu công nghệ nó khác nhau. Nếu mà cái bộ máy đấy, nếu mà cái laptop đấy vẫn đáp ứng được cho nhu cầu của bạn. Đúng. Bạn vẫn chơi được bình thường, vẫn có thể max setting, vẫn có thể kiểu FPS cao, vẫn chơi mượt mà các thứ, thì đấy là chưa lạc hậu. Đấy là đối với mình nhá. Đấy, nhưng mà nếu mà nó giật lag thì nó lag hậu rồi. Đúng rồi, bởi vì là có những người năm nào cũng nâng cấp máy. Đúng rồi. Năm nào cũng nâng cấp máy và họ cảm thấy là bây giờ con mình nó thấp hơn con người ta. Ừ, cái đấy, như kiểu nhiều người bị OCD về vấn đề nâng cấp máy tính. Đúng rồi, thế nên là cái này mình sẽ không dám trả lời là đến bao giờ hay là phải thay đổi cấu hình nữa. Cái này là mình sẽ nghĩ là bạn sẽ quay lại hỏi lại chính bản thân mình. Ừ. Thử xem là mình có muốn nâng cấp không. Đấy, cái đấy tùy vào nhu cầu của bạn thôi. Tự nhiên đợt đấy bạn này nhiều tiền quá lại muốn nâng cấp cũng nên. Tiền dư ra chẳng được. Thì lúc ấy nâng cấp thì lúc ấy trái nói thì bạn và bạn rất bám đuổi theo thời đại. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Đạt Trần. Bạn hỏi là máy em đang chạy 32GB 2 thanh 16. Vậy nếu em mua thêm 2 thanh 8 nữa, tổng là 48GB, thì nó có chạy dual channel RAM không hay quad channel? Tùy đang xài cấu hình gì nữa cơ. Đúng rồi. Đấy, nếu mà già xài mấy con CPU kiểu consumer đó, thứ á, kiểu những cái dòng kiểu i7-12700K hay là i9-12900K hay là Ryzen 7-5800X hay là Ryzen 9-7900X hả? Đúng rồi. Thì nó vẫn sẽ chạy đua ở channel thôi. Nó bởi nó 4K RAM. Bởi vì cơ bản là CPU nó chỉ hỗ trợ đến đấy thôi. Đúng rồi, nó chỉ hỗ trợ đến đấy thôi thì nó sẽ không thể chạy quạt được. Đó. Nhưng mà với những dòng HEDT thì được. Đúng rồi, với những dòng HEDT, ví dụ như là i9-HEDT, i9-X hay là anh em xài ví dụ như là Triple, đấy thì nó lại chạy quát được. Đấy. Đúng rồi. Và về cơ bản thì nó vẫn có thể chạy, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ chỉ chạy ở mức là 4:8. Nếu mà bây giờ nó chạy đua, nó sẽ chạy ở cái mức là nó vẫn đua được full dung lượng ấy. Full 48 á, nó vẫn chạy full đấy. Bởi vì nó là cả hai kênh nó cân nhau. À đúng rồi, đúng hai rồi. Hai kênh okay, nó cân nhau thì nó chạy được hết. Đúng rồi, nghĩa là nó sẽ chạy 2:8 đua và đấy, nó chạy thêm 2:16 cái đua nữa. Đấy, nó có nghĩa là nếu mà bạn bổ đều dung lượng ra cho hai kênh, ví dụ như là kênh 1 là 1:8 và 1:16, kênh 2 là 1:8 và 1:16 thì nó vẫn đua bình thường. Nghĩa là nó đua bình thường và cơ bản thì yên tâm, nhưng mà nếu mà bạn nâng như thế thì bạn có em bị khó chịu đúng không? Đấy. Có nghĩa là nhiều người bị cái kiểu như kiểu là bật volume TV lúc nào cũng phải tròn ấy. Đúng rồi. Đấy. Và đã xác định là 2:16 thì mình thêm 2:16 nữa. Nó lại là như thế chứ không phải là thêm 2:8. Cái đấy là tùy từng người thôi, có người thích có người không. Đấy, cơ bản là như thế và yên tâm là hiện tại nếu mà mình nghĩ là nếu mà bạn đang chạy những con consumer kiểu Core i5, Core i7, Core i9 dòng thường, dòng K thì nó sẽ là đua này channel. Còn nếu mà bạn đang chơi dòng X hoặc là Threadripper thì là quad, nó sẽ là quad. Và chúng ta sẽ đến câu hỏi cuối cùng của bạn Olo. Bạn hỏi là em chào hai anh, cho em hỏi là laptop em đang sử dụng bị một lỗi là không khi không sạc pin thì nếu mà không bật ứng dụng nào lên ấy thì pin sẽ hết từ từ, còn mở ứng dụng lên thì sẽ sập nguồn. Sạc vô là pin còn 0%. Mặc dù là khoảng 1-2 tuần em đều xả pin, check bằng power CFG thì còn 34.000 mAh và mong cái này đáp. Có thể là do lỗi ở pin. Nguồn em nghĩ là lỗi pin. Ừ, không, lỗi cái bộ controller của nguồn ấy. À đấy, con controller của pin ấy, đấy thì gọi là lỗi nguồn đấy. Lỗi nguồn. Đấy thì cái này thì nếu mà chỉ để nói ở trên này để xác định lỗi nó hơi khó, bởi vì một có thể là do lỗi pin cũng nên đấy. Đúng có rồi. Thể là do lỗi nguồn cũng nên, có thể là do lỗi pin cũng nên đấy. Cái này chỉ có là... thì cách đầu tiên để các bạn có thể xác định lỗi nhanh nhất đấy chính là cài lại win. Nếu mà cài lại win vẫn bị thì là do phần cứng, mà do phần cứng chỉ có thể xách lên trung tâm bảo hành chắc. Đúng rồi. Và nếu mà trong trường hợp bây giờ máy bạn vẫn còn bảo hành thì nên mang đi. Đúng mang rồi. Đi người ta sẽ test toàn bộ cho. Đúng như rồi. Vậy thì bạn sẽ xác định được lỗi dễ hơn và có thể còn được bảo hành free nếu mà máy còn bảo hành, bởi vì đây là lỗi của nhà sản xuất, đúng không? Đúng rồi. Chứ mình em nghĩ là thường lỗi nguồn sẽ không phải là do lỗi của người dùng. Mình sẽ không tác động được vào cái phần trong đấy thì đấy. Cái này khả năng cao bạn sẽ được bảo hành đấy. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà người ta nhận ra lỗi win thôi, có khi người ta cài lại win cho luôn. Đúng rồi, thì nói chung là cái giải pháp nhanh nhất nếu mà nhà bạn gần trung tâm bảo hành, hoặc nhà bạn ở Hà Nội hoặc ở Hồ Chí Minh hay ở Đà Nẵng thì nên xách theo trung tâm bảo hành. Đấy là nhanh nhất. Yep.
Cơ bản như vậy thì bạn sẽ gần như sẽ giải quyết luôn vấn đề này. Còn chữ hỏi online như này thì chịu. Bọn mình chỉ bắt bệnh online thôi. Bắt bệnh online chứ không giải quyết. Nếu mà đoán được đúng bệnh thì có thầy bói gì. Thầy bói, ok. Và đấy cũng sinh ra 10 câu hỏi trong cái số hỏi đáp thứ 46 ngày sắp 50 số rồi. Ừ, sắp 50 rồi đấy. Anh em yên tâm là đến số 50 chúng mình sẽ có những cái rất là hay ho dành cho anh em cũng như dành cho chúng mình luôn. Và hy vọng anh em vẫn sẽ thích cái series hỏi đáp này. Vậy comment đi, comment nhiều vào, bấm chuông, bấm đăng ký kênh nữa nhé. Đấy, nhớ đặt câu hỏi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye.